quê hương xinh xinh quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím đẹp, làm sao bướm bay chậm chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Câu đầy buồn đây buồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi,
nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiệc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Gọi ông bướm lai hoài nhang, bao đau thương cô lụy trần.
trần gian anh gom vào mây. Bao gian chuyên đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh tô hoa trăng. Đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình. Trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tiếng lá xe chào thua nói gì đổ mô đừng mong. Anh nhím hôi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Gian anh gom vào mây. Bao gian chân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh tô hoa trăng. Đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình. Trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tiếng lá xe chào thua nói gì đổ mô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Gian anh gom vào mây. Bao gian chân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương ăn một tay bút thần anh tô hoa trăng. Đem sức trai xây điện đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàn bằng tình yêu say đắm. Không dối gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ. Cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian. Thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe tâm tình.
trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh, trong muôn đêm trong vạn ngày đông sang tây nào ai. Tiếng lá xe chào đua nói gì đổ mô đừng mong, anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one, không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều đi. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay diều. Không bao giờ rời nhau như
nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đám sức dâu về làng, họ hàng mừng vui xa đó. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đang cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông tơ xe chị hồng đôi lứa thắt chặt tình duyên. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, là ta hôm nay nhà ai đám cưới. Chú rể cười tươi, cô dâu má đỏ trong thật xứng đôi, đàn trai đàn gái vui với họ hàng. Chúc mừng hạnh phúc cho tình đôi lứa mãi mãi bền lâu. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, mừng đôi tân hôn tình yêu thắm thiết. Xóm làng gần xa hân hoan đón mừng duyên tình lứa đôi. Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đám rước dâu về làng, họ hàng mừng vui xa đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông ta xe chị hồng đôi lứa thắt chặt tình duyên. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, làng ta hôm nay nhà ai đám cưới. Chú rể cười tươi, cô dâu má trong thật xứng đôi, đàn trai đàn gái vui với họ hàng. Chúc mừng hạnh phúc cho tình đôi lứa mãi mãi bền lâu. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, mừng đôi tân hôn tình yêu thắm thiết. Xóm làng gần xa hân hoan đón mừng duyên tình. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt thương rất là nhiều. Đó thay lời cho gia đình nhà trai. Vì thế tất cả quý vị miếng trầu thuần Việt, miếng trầu đẹp xia trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và giờ phút này thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta lại tiếp tục mời nước, mời trầu, mời trà và cùng hướng ánh nhìn của mình trở về với trung tâm sân khấu, trở về với Sơn Tuyến và Trần Hải để chúng ta cùng đến với những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn vui lòng khởi thân để chúng ta cùng đến nghi thức tuyệt vời nhất. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, và giờ phút này chúng ta sẽ cùng đến với linh hồn của chương trình sự kiện lễ thành hôn qua nghi thức trao nhẫn cưới. Vâng, và xin mời Sơn Tuyến sẽ cùng trao nhẫn cưới cho người vợ của mình đi ạ. Tượng trưng cho tình yêu, tình nghĩa vợ chồng, tình trường sâu sắc. Xin mời Sơn Tuyến hãy trao nhẫn cưới cho Trần Hải như trao cho người vợ của mình cả cuộc đời. Anh muốn sống bên em trọn đời, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh như một món quà vô giá mà tạo hóa đã dành riêng cho anh. Và anh sẽ là bờ vai vững chãi nhất để cho em tựa vào trên con đường hạnh phúc, hôn nhân và gia đình. Vâng, quý vị vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, qua nghi thức trao nhẫn cưới thì Xuân Tuyến đã đủ đạo làm chồng, Trần Hải đã đủ công làm vợ. Và xin được chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn sẽ cùng đồng hành trở sang với tháp bánh kem để cùng đến với nghi thức cắt bánh thành hôn. Xin mời. Kính thưa quý vị, bánh cưới ngày hôm nay được tạo dựng với những họa tiết vô cùng tuyệt vời. Và hai bạn sẽ cùng thực hiện một nhát cắt từ trên xuống để chúng ta sẽ cùng cảm nhận những dư vị của yêu thương, những dư vị của hạnh phúc trong ngày phút chung đôi đầu tiên. Vâng, quý vị vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng những khoảnh khắc tuyệt vời này. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, nếu như bánh cưới thể hiện cho sự ngọt ngào của tình yêu, thể hiện cho một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì rượu cưới thể hiện cho tình nghĩa vợ chồng, cho sự may mắn và thành công. Và ngay bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng tiến trở sang với tháp rượu cưới để cùng đắp đầy những tháp lý hạnh phúc ngày hôm nay. Xin mời. Một chàng trai vô cùng đẹp trai, phong độ, đó là niềm tự hào của bố Tình, của mẹ Xuân, là niềm tự hào của đại gia đình nhà trai. Để từ ngày hôm nay, Sơn Tuyến đã trưởng thành đạt và đã lựa chọn được cho mình một người bạn đời để cùng gắn kết yêu thương. Đó là tân cô dâu Trần Hải. Vâng, xin mời Sơn Tuyến sẽ sóc thật mạnh chai rượu trong phanh đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đón chờ tiếng nổ của rượu trong phanh. Đầu tiên đã được bật nổ rồi. Nó báo hiệu cho một niềm vui mới, một niềm hạnh phúc mới và một gia đình mới được ra đời mang tên Xuân Tuyến và Trần Hải. Và xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay đâm đầy thăm lý hạnh phúc đi ạ. Quý vị thân mến, trà rượu trong văn đầu tiên thể hiện ra sự khởi đầu của một tình yêu đẹp. Và tình yêu của Xuân Tuyến và Trần Hải đã được tạo hóa ban tặng như một phép màu. Họ gặp được nhau, yêu thương nhau như đó là định mệnh sau những ngày tháng đi tìm một nửa yêu thương.
Vâng, và chai rượu trong phần thứ hai thể hiện cho tình nghĩa vợ chồng, cho sự thủy chung son sắt. Đó còn là những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng đồng hành trở về chờ duyên và chúc phúc cho Xuân Tuyến và Trần Hải của chúng ta rất tuyệt vời. Vâng, và sắc đỏ của rượu trong phanh hòa quen với những làn khói trắng, tất cả đang tạo nên những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trong hạnh phúc chung đời đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chúc mừng hai bạn. Vâng, và giờ phút này xin mời hai bạn sẽ cùng trở về vị trí trung tâm và chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức uống rượu rau môi. Xin mời Xuân Tuyến và Trần Hải, hai em hãy cùng nâng hai ly rượu của mình lên. Quý vị thân mến, khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc mà hai trái tim cùng chung một nhịp đập, hai khối óc cùng chung về một suy nghĩ, về một tương lai tươi sáng rạng ngời. Vâng, và quý vị có tay thật nồng nhiệt cho khoảnh khắc vô cùng yêu thương này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những khoảnh khắc rất là tuyệt vời mà Xuân Tuyến và Trần Hải đã được trải qua nghi thức trao nhẫn cưới, cất bánh thành hôn và khai rượu hạnh phúc. Đó là những điều ngọt ngào yêu thương nhất mà toàn thể quý vị đã cùng mang lại cho Xuân Tuyến và Trần Hải qua những lời chúc mừng và những tràng pháo tay. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được chúc mừng cho Xuân Tuyến và Trần Hải. Kính thưa quý vị thân mến, ngoài tạo dựng cho các con có một lễ cưới hoành tráng như ngày hôm nay thì bố Tình và mẹ Xuân còn chuẩn bị những món quà về tình đời và vật chất để trao tặng cho các con. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời về phía gia đình nhà trai, bố Lê Xuân Tỉnh, mẹ Lê Thị Xuân sẽ cùng đồng hành trở về với vị trí trung tâm sân khấu để trao quà cho các con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, mỗi một con người của chúng ta được sinh ra và lớn lên ở trên cuộc đời này, đó là một điều vô cùng may mắn. Và may mắn hạnh phúc hơn là được sinh ra trong một gia đình có truyền thống đạo đức tốt. Và Xuân Tuyến của chúng ta cũng vậy, được sinh ra và lớn lên trong gia đình có một truyền thống đạo đức. Thì từ ngày hôm nay Xuân Tuyến đã khôn lớn, trưởng thành và thành đạt, và đã lựa chọn được cho mình một người bạn đời để cùng gắn kết yêu thương. Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn mẹ rất nhiều. Xin chúc cho cha mẹ sẽ có thật nhiều sức khỏe, sống an vui bên các con, các cháu của mình. Vâng, xin mời cha mẹ, xin mời Xuân Tuyến và Trần Hải sẽ cười thật tươi để ống kính truyền hình sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày vui của các con. Xin mời. Sau phần quà của bố mẹ, xin được trân trọng kính mời phần quà tới từ anh trai của chú rể, gia đình anh chị Thông Bình. Vâng, xin mời bố mẹ sẽ cùng nắn lại để cùng chụp lại một tấm ảnh gia đình. Vâng, chị sẽ đứng về bên phía mẹ đi ạ. Tiếp theo sẽ là phần quà tới từ em gái của chú rể, em Thanh Trúc. Kính thưa quý vị thân mến, và khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà đại gia đình về phía gia đình nhà trai đang dành tặng cho nhau những tình cảm chân thành, một gia đình vô cùng hạnh phúc. Vâng, và xin được chúc cho gia đình của chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe,
và luôn yêu thương, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Vâng, và đang hiện diện ngay tại vị trí trung tâm sân khấu giờ phút này, đó là những phần quà bên thân tình nội tộc của gia đình nhà trai, tức là về phía bố của chú rể. Và sau những phần quà tới từ bên thân tình nội tộc, chúng ta sẽ cùng đón chào những phần quà tới từ bên thân tình ngoại tộc, tức là về phía mẹ của chú rể. Rất là tuyệt vời. Vâng, và xin mời gia đình của chúng ta sẽ cùng trở về vị trí để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời. Vâng, sẽ có một tấm ảnh gia đình ngay sau đây. Chính vì vậy xin được trân trọng kính mời Tố Tình sẽ cùng quay lại sân khấu để cùng lưu lại một tấm ảnh gia đình chung. Vâng, xin được cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình anh trai và cảm ơn em gái Thành Trúc rất là nhiều. Giờ phút này chúng ta sẽ cùng đón chào những phần quà tới từ bên thân tình ngoại tộc về phía mẹ của chú rể. Xin được kính lão Đắc Thọ trân trọng kính mời phần quà tới từ bà ngoại sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà cho các cháu của mình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tuy tuổi của bà đã cao, sức của bà đã yếu, nhưng bà vẫn trở về để dành những phần quà để cùng trợ duyên chúc phúc cho các cháu của mình. Xin được cảm ơn bà, chúc bà sẽ có thật nhiều sức khỏe và sống an vui. Sau phần quà của bà ngoại, xin được trân trọng kính mời phần quà của gia đình anh chị Định Nhung. Gia đình anh chị ở miền Nam không về được, chính vì vậy xin được nhờ bố trao thay phần quà này. Vâng, xin mời bà sẽ cùng đứng lên để chúng ta sẽ chụp lại một tấm hình kỷ niệm bên các cháu của mình trong hạnh phúc của các cháu ạ. Vâng, xin được cảm ơn bà rất nhiều. Tiếp theo xin được mời phần quà tới từ gia đình anh chị Định Nhung, có nhiều bố cho thay. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời phần quà tới từ gia đình anh chị Thịnh Trâm. Vâng, xin được trân trọng kính mời phần quà tới từ gia đình anh chị Thịnh Trâm. Sau phần quà tới từ gia đình anh chị Thịnh Trâm, chúng ta sẽ cùng đón chào những phần quà tới từ phía gia đình nhà gái cô dâu. Phần quà tới từ gia đình anh chị Thịnh Trâm sẽ là phần quà tới từ gia đình anh Thức Ngọc, gia đình anh chị Nhài Thành. Vâng, những phần quà mà chúng tôi vừa vinh danh thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhanh chóng trở về sân khấu để trao tặng lại cho Sông Tuyến và Trần Hải. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, sau phần quà tới từ gia đình anh Thức Ngọc sẽ là phần quà tới từ gia đình anh chị Nhài Thành. Phần quà tiếp theo sẽ là phần quà tới từ vợ chồng anh Trung.
giới thiệu phần quà tới từ vợ chồng anh Trung. Xin được cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn sống bình an và hạnh phúc. Phần quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời anh Vũ. Sau phần quà của anh Vũ sẽ là phần quà tới từ vợ chồng anh chị Ánh Chiến. Vâng, kính thưa quý vị, rất nhiều những tình cảm tới từ gia đình nhà trai đang được trao tặng lại cho Xuân Tuyến và Trần Hải. Và xin được thay lời cho Xuân Tuyến và Trần Hải cảm ơn tới những tình cảm tới từ các thể quý vị. Vâng, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời phần quà tới từ vợ chồng anh chị Ánh Chiến. Vâng, và trong lúc chờ đợi phần quà tới từ vợ chồng anh chị Ánh Chiến, chúng ta sẽ cùng chào đón phần quà tới từ chị Thơm. Và tiếp theo sẽ là phần quà tới từ cháu Biên Nhân. Vâng, rất là nhiều những phần quà tới từ những người thân yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, đó là danh sách trao quà của gia đình nhà trai mà chúng tôi đón nhận được. Có còn phần quà nào mà quý vị chưa được trở về sân khấu để trao cho Xuân Tuyến và Trần Hải không ạ? Dạ vâng. Và đó là những phần quà tới từ gia đình nhà trai. Còn về phía gia đình nhà gái thì đã trao tại gia đình nhà gái rồi đúng không ạ? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi là những phần quà rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa các tập thể quý vị đã trao tặng cho Xuân Tuyến và Trần Hải. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và giờ phút này thì xin mời hai bạn sẽ cùng ngồi trở lại vị trí của mình đi ạ. Quý vị thân mến, ngày hôm nay trở về đây, ngoài trao tặng những lời chúc mừng, những tràng pháo tay và những phần quà dành cho Xuân Tuyến và Trần Hải, thì quý vị chúng ta còn tham gia những phần giao lưu âm nhạc. Đó sẽ là những phần quà vô cùng ý nghĩa, là những phần quà tinh thần vô cùng lớn để dành tặng cho Xuân Tuyến và Trần Hải trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và phần quà giao lưu đầu tiên chúng tôi đã được đón nhận được, đó là phần quà tới từ cô chú Trọng Thúy. Vâng, xin mời cô chú sẽ cùng trở về. Vâng, phần quà này tới từ gia đình nhà gái sẽ cùng trở về để cùng trao tặng cho các cháu của mình. Xin mời cô chú ạ. Vâng, xin giới thiệu với toàn thể các cụ công cộng bà cùng toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi và quý nhân đây là chú thím của cháu Hải. Vâng, để mừng hạnh phúc cho hai cháu cũng như là chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khách quý, thì Bình Trọng Phương Thúy xin gửi đến toàn thể hôn một ca khúc Vui Trong Ngày Cưới. Xin mời quý vị lắng nghe. Đám cưới về trên trường của quê, cô dâu đôi hoa hồng về nhà chồng. Ngày mai đám cưới sẽ từ lâu xin cảm ơn. Thân tiên chúc mừng đôi tình nhà, về bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Xuân Tuyến sẽ là một ca khúc rất là tuyệt vời dành tặng cho người vợ của mình cũng như
dành tặng tới hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị. Vâng, xin mời Sơn Tiến. Để ngay cho lời cảm ơn của ngày vui của hai cháu ngày hôm nay thì cháu có một bài hát để tặng tới tất cả mọi người, đặc biệt là người vợ thân yêu của cháu. Vỗ tay đi chúc mừng đi. Bài hát được mang tên Ánh Nắng Của Anh. Xin hô trường cùng nó nghe. Vì hát được không được cho hay lắm nên là cháu xin khoe hô trường cho cháu một tràng pháo tay để bớt run được không ạ? Ông Trọng mời cô Trần Hải luôn cả thế giới nào không?
vời được diễn ra tại gia đình nhà trai của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với chương trình tiếng chúc mừng của các thầy cô đã cùng đồng hành trở về. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin chào đến như vậy là sau hơn một tiếng đồng hồ thì chương trình chúng tôi đã thành công của Xuân Tuyến và Xuân Hải đã được diễn ra một cách trọn vẹn, nghiêm túc và tốt đẹp. Một lần nữa được thay lời cho gia đình nhà trai, ông Lê Trọng Tỉnh và Lê Thị Xuân, nghệ sĩ của thôn Xuân Hòa, xã Lộc Hiệp, chúc mừng cho chương trình của hai bên gia đình sẽ mãi mãi gắn kết bền chặt. Chúc mừng chương trình là thành hải.